Nhận thấy tình trạng nhiều gia đình bỏ ruộng để đi làm cho các doanh nghiệp, anh Nguyễn Đoàn, giám đốc công ty công nghệ phát triển nông nghiệp xanh, quê ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, đã mạnh dạn mượn lại để cấy 100 mẫu lúa. Cánh đồng 100 mẫu ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, trước đây là cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Xuất thân từ gia đình nông dân, hiện nay thành lập doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Đoàn đã mượn lại của bà con nông dân và kết hợp với một số người trong thôn để cấy 100 mẫu lúa nếp thơm Hưng Yên. Trước khi làm nông nghiệp là tôi làm một cái công nghệ sản xuất phân bón, tức là bón một lần cho cả vụ. Trong cái đó đi về các địa phương làm nhiều mô hình thì thấy bà con bỏ ruộng nhiều quá. Thì tôi cũng rất là tiếc và cũng muốn là ngoài cái việc hỗ trợ cho công việc mình đang sản xuất và mình kinh doanh thì mình cũng lên tận dụng những cái gì ở địa phương họ đang bỏ. Thì tôi có lên ý tưởng và cũng chia sẻ với nhiều người thì cũng thấy là và trên cái tính toán hạch toán sơ bộ thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế không hề nhỏ. Để cấy được với diện tích lớn như thế này, anh đã phải cải tạo lại mặt ruộng và sử dụng cơ giới hóa trong làm đất, cấy mạ khay, máy cấy, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, khâu quan trọng nhất là cấy và phun thuốc bảo vệ thực vật đều đã được cơ giới hóa. Nếu như mỗi một máy cấy của nó, ví dụ một ngày có thể là cấy được coi là từ 5 mẫu đến 7 mẫu. Đấy. Thì chỉ nếu mà 100 mẫu này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15 ngày. Bón phân cũng bằng máy bừa. Đấy, sau khi coi là bừa xong là bón phân một đợt. Đấy, cho đến khi thu hoạch. Phun máy bay thì là nó là cơ giới hóa, thì bây giờ phun bằng máy bay thì nó chỉ trong vòng một buổi chiều là có thể là phun được hết tất cả 100 mẫu. Tất cả năng suất đều gấp từ vài chục đến cả trăm lần lao động thủ công, và quan trọng là vừa rẻ vừa chủ động. Khác với thâm canh truyền thống, các diện tích của anh Đoàn đều cấy thưa và bón phân rúi. Cả vụ chỉ cần sử dụng một lần thay cho 3 lần bón lót, bón thúc, bón đón đồng theo kiểu cũ. Vì vậy, năng suất lúa cao hơn truyền thống. Hiện nay, 100 mẫu lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. Anh hạch toán chi tiết, mỗi sào lúa thâm canh kiểu này sẽ cho lợi nhuận ít nhất 300.000 đồng, tương đương khoảng gần 10 triệu đồng một hecta, và được các cơ sở chế biến gạo ở huyện cam kết bao tiêu ngay tại đầu ruộng. Không chỉ cấy ở xã Trung Hòa, anh mong muốn mở rộng diện tích cấy ở nhiều địa phương khi có ruộng bỏ hoang. Với cái tham vọng là mỗi huyện sẽ đầu tư một cái cơ sở sản xuất mạ khay với quy mô là cấy được 1.000 hecta lúa cho huyện đó. Thì cũng đang tìm hiểu thêm cái chính sách của tỉnh Hưng Yên để làm sao mà giúp cho nông dân giảm bớt cái ngày công lao động, tăng thu nhập trong cái canh tác cây lúa. Để có được hiệu quả cao, theo anh Đoàn, trong sản xuất lúa cùng với áp dụng triệt để cơ giới hóa, giảm công, giảm chi phí ở các khâu sản xuất, thì quan trọng nữa đó là phải tâm huyết thì sẽ thành công.